Thời gian qua, huyện Tân Thạnh đặc biệt chú trọng và tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đó, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được quan tâm xây dựng mới, nâng cấp cải tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân nông thôn. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, Tân Thạnh đã đầu tư tổng nguồn vốn hơn 412 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách sổ số kiến thiết tỉnh, vốn lồng ghép của tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình. Trong đó, đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn được huyện xem là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu và chiếm đến hơn 55% kinh phí. Phần còn lại, huyện đầu tư cho hạ tầng thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa.